Chết luôn, đi hết nổi luôn, phải xuống chứ. Nếu anh mà chịu lên sớm mà hổm còn đưa anh lên luôn rồi. Bây giờ để gọi cho nó hay đi, để nó vui nè. Nó nói giờ ổng nằm từ lừa rồi. Dạ, ổng này nè. Ổng nằm thừa lừa đây rồi, đưa đưa về tới nhà rồi. Nè, ổng thấy chưa? Kìa. Đưa về tới nhà tắm rửa rồi lên nó nằm rồi. Chưa cạo mà chưa cạo đó, nó để sáng rồi cho ổng tỉnh đi. Rồi cái cho ổng cạo đầu, cạo tóc rồi hết đi, cạo râu luôn. Đó. Dạ. Tới bờ qua lá rồi. Trời ơi, giờ hả? Ở với chơi liên tục 3 ngày nay, ổng không ăn, không ngủ gì trơn, sắp chết rồi. Ra lại bước về thôi cho bắt ngủ là buồn gì đi về với con cái mà buồn giờ. Thôi yên tâm rồi, bắt được về tới nhà rồi. Chị nói bắt được về tới nhà rồi, ngày mai chị là không đi đâu hết trơn. Chị căng hỏng nguyên ngày cho tờ chờ tới đưa ra phi trường luôn. Chị đi tới nhà không tẩu thoát sao? Chị kiểm tra hết rồi, chị vô nhà đâu còn gì đâu. Về vô quần tắm kia mấy ông kia lột quần kiểm tra hết, không còn giục hết đồ cũ luôn. Đâu có cái gì đâu mà hút. Vô tới nhà này không có cái gì để hút rồi đó. Coi như ăn dưỡng để đi về đó. Nè ngồi vậy uống ly cà phê đi. Bỏ bột cô lên trình rồi vô uống đi cho lấy sức nè. Lạnh rồi uống vô cho nó ấm. Uống ly cà phê nóng rồi. Muốn ói hả? Ai kêu hồi nãy vậy đi, trước khi đi không còn quất vô cho cốt. Ăn miếng gì à? Ăn ha, em lấy miếng gì ăn ha. Bây giờ không thấy ghê vậy. Ông nội ơi, để tôi đi lấy cái mền cho đắp rồi đi lấy kiếm miếng gì cho ông hút. Miếng nào? Anh nha, cái mền, mấy cái mền giặt ở dưới tủ lấy lên cái cho ông quấn thêm cho nóng lạnh ông luôn kìa. Đó, đó vậy là hồi nãy trước khi đi mà chị kêu nghỉ nghỉ dục bỏ hết nghe không chịu cũng gán quất cho cố, bây giờ rung hết trơn rồi kìa. Con cái mền nó cái mền mà còn mới để trong cái nệm đó trên cái nệm. Ô là trời, bởi vậy nó ở đây thì tình nó là ông chết chứ ông không có sống đâu. Ông hận tình nó là ông chết thì cũng nói chị nói. Bây giờ chắc cho ông uống sữa đi, uống sữa ha, đem nó giảm ra. Ok, có đi. Nằm nghỉ cái gì, có ly sữa lạnh uống vô rồi. Hả? Thường thường uống cái đó, uống sữa nó giảm ra. Ha, uống miếng sữa, em có miếng sữa không ha, uống ha. Dạ, uống sữa nó giảm. Cái đó là ta uống sữa vô rồi cho nó giảm. Nè. Đây nè, ngồi dậy uống ly sữa nó giả ra. Sữa là uống giả cái đó. Trời, uống hết ly sữa thì cái dụng ấm nè. Dụng tức lắm. Mang được ăn rồi. Uống tay hết trơn rồi kìa ông nội ơi. Người ta miếng chết thiệt đó chứ. Không vô rồi, vô ít ăn á. Đâu có ăn, 3-4 ngày nay không ăn. Nè uống cho hết kìa, uống cho hết. Không ăn mà không ngủ nữa, bây giờ uống kìa. Lấy cái hai mền quấn lên, bây giờ rung rung giống như sắp chết rồi đó. Nó lạnh tốt xương lạnh ra. Ừ, lạnh nhân cốt, xương xương lạnh ra. Có kìa, mình lấy thêm cái hoàn kia nó uống vô đi. Không, cái mình là dày lắm á. Lát nữa nó cũng đỡ à. Mặt chó vậy á, con lạnh. Cái mặt chó cũng lạnh. Mặt chó bị lạnh, mất chó. Cái kìa, ổng lạnh, ổng cũng chết nữa.
Để nguyên ghế vậy đi, chân đi rồi chứ. Bó tạc luôn thiệt. Giờ cũng tới đó, để nãy giờ cuốn chót mà la vậy cho cũng vậy. Nói, trời ơi, nó vô vô cuốn chót đi, nghỉ luôn. Rồi tôi bắt chụp hết, tôi xuôi. Rồi xong rồi về tắm lại, bắt danh vô phòng tắm lột hết, quần trong quần ngoài rồi, cũng có chụp hết rồi. Nó hốt ổng ngủ gì ngủ hả? Không phải, ổng mấy ngày nay không ăn không ngủ rồi. Giờ ổng cung tê tê như kỳ thấy lắm thế à. Cung tê tê như cày sấy, biết cày sấy là gì không? Hả? Kiểu gì chơi mấy ngày nay đang đi đó, chơi cho đã, chơi đã không biết còn cái mạng để đi về không đó. À, ông nói nếu ở đêm nay dưới nữa ông chết đó. Ông nói nếu đêm nữa chắc chết thiệt á. Cung như cày sấy. Không không ăn không ngủ. Còn ông chết mới lạ. Chưa chết đâu, ông chưa chết đâu. Đặt da gậy nữa, đâu nó lên mây à, thấy nằm tiên à. Nó lấy mộm chó bị nạt đắp lên nè, cái nó không ngủ. Thứ hai thấy rồi, đừng khóc nữa. Thứ hai về một sức ôm ba hút, quên hùng chứ. Còn bánh chay lắm mà, anh Văn sử dụng hết. Còn da cái luôn. Da cái nào? Không còn cộng. Một cộng cũng không còn. Không còn cộng nào hết trơn á. Sạch nhắc hết rồi, còn cái nào đâu. Mình nhìn ổng tới nông nổi đó, kinh khủng khiếp quá. Còn vợ bởi kiếm cho ổng vợ ra. Vì vợ ổng còn bởi ngon lắm, vợ đẹp lắm. Vậy hả? Ừ, vợ còn mơn mẩn luôn. Con nữa đi, đợi ổng xong luôn rồi. Ổng hết trơn nữa. Vợ ổng còn mơn mẩn, mà vợ ổng còn đẹp chết luôn. Hả? Dạ, con mở vô lúa, mà nó còn bốt ra. Mà cuộc đời vậy đó. Nãy tiếng, trù cha tiếng mà đi nói là quất cú chó. La dậy hết trơn à, mà cũng quất cú chó. Con chó mới ngon. Con chó mới ngon. Quất xong rồi dục ống, dục đồ nghề xuống suối hết. Bó tài luôn. Ok em, rồi vậy đi, chắc ăn rồi đó. Chị nói hả, chị giữ ổng ngày mai, chị không đi đâu hết nguyên ngày. Chị canh ổng cho tới hộ tống ra phi trường luôn. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Ok em, bye em. Để chị đi đâu nhà ông tẩu thoát thì sao? Dạ. Ok. Quá. Ông mới dừng lại, ông đến ông hỏi là, thưa ông, cái đám tang này là gì mà sao tôi thấy lạ quá? Hấp miếng đi. Không lắm nghe. Kéo cái sofa vô anh nha, để cho sát sát vô đi cho ông hút. Đây. Nó. Kéo nó sát sát vô đi. Có cái muỗng không? Ô là cho ông ung dữ vậy ông nội. Dạ không xuống vậy ăn đi. Ông ung quá vậy lấy cái muỗng không nha. Ô là trời có ung kìa, chân cẳng ung quá trời quá đất rồi. Sao ung dữ vậy vô? Thì ổng đòi vớt con chót nãy mà ổng chạy vô mà ai cản nổi người này. Phải đi xuống hả? Cái gì nước ấm? Đâu có uống, đang ăn phở mà uống nước gì? Có còn ly cà phê nóng kìa. Cái gông kìa, gần xa đây. Không phải, hồi nãy quất của chót, quất cho cố sát vô đó, giờ nó thấm quá rồi. Bị nợ. Không, con mẹ. Không, luôn vậy, ông ăn bà nội thôi chứ ăn cái gì được, ăn sao ăn. Để mồ hôi vậy ta. Nóng rồi hả? Dạ, mồ hôi. Vậy là ông không phải là lạnh, mà điều ông bủng rủng quá đó. Ôi là ông trời, cái này chết chứ sống gì nổi. Thiệt đó, thấy ông không ăn chơi, thấy chưa? Ông anh áo lên tên tụi bắn nhiều hơi hết rồi. Bắn nhiều hơi nữa hả? Anh nữa là đi luôn. Anh nữa đi luôn á. Nè nè, bây giờ mồ hôi chảy rồi phải không? Nè, cầm một quạt quạt đi. Đây, tôi quạt cho. Bây, cầm đi. Ô, cầm lại. Ô, dạ. Đây, đây, đây. Ô, cầm quạt. Có người ông quạt luôn. Đó, thấy nước chưa? Hả, chưa? Lạnh luôn cả, coi những quạt nó ẩm lạnh
Này tâm dưới tâm mà dưới tận. Nước nóng. Nước nóng hả? Thuộc của ông dưới tâm dưới tận. Đó, come in, đi nè. Come in. Kéo chưa tới, quốc hai nữa là nó cứng ra liền. Xin nè. Nhám hơ nữa nãy em đi luôn á, chứ đừng không bước lên bờ rồi. Gọi với túi chết đi dưới luôn rồi có. Tôi la dơ dơ, tôi đứng ngoài tôi la dơ dơ, tôi nói đi đi nghỉ nha, không có được nha. Mà cứ gán gán. Ăn chút ông ăn đi. Ăn thuốc nó mạnh. Ăn thuốc về. Thuốc cà phê nó còn mạnh. Cái đó đâu có gì vui đâu ha, nó hành xác thân thể vậy mà tại sao vậy ta? Này đời vua chúa nó hưởng được cái đó nè. Mấy người thường nó có được hưởng cái đó đúng không? Dạ, vua chúa được hưởng đó. Đúng rồi. Ông muốn thử không? Dạ, hưởng hưởng dạ. Ông muốn thử không? Hùng cái gì giờ thử? Đi ổng chuyện hơi qua. Chuyện đổi công qua. Ổng chuyện hơi thở qua. Chuyện đổi công qua cho vũ nè. Trong miệng hưởng giờ con nhiều hơi đó lắm. Con chuyện qua hùng cái đã chuyện qua đó. Nó ăn nghe coi phở còn bấm ăn vô lắm. Ăn gì nổi mà ăn nổi thì mới sợ. Hồi nãy không, hồi nãy có ly sữa vô bụng đỡ rồi. Tại nó 3 ngày rồi, không có ăn, không có ngủ gì hết á. Nó giờ cũng cũng như cày sấy gì rồi, giờ sao? Bốc xin luôn. Bóc xanh luôn. Thì chứ đậu xanh kiểu giống như là nó bóc xanh như thế nào. Hai cái chân nó kèm được á. Bây giờ từ từ bằng cách nào? Tiếng hát này phải quất nãy nào cho anh cô quất vô bắt giết nãy sáu hơi không này nó gì sáu hơi là nó bị sốc rồi sốc không còn đâu mấy hơi mấy hơi bị đau sáu hơi là bị sao hả sáu hơi liền hơn già bự á không anh bây giờ anh chút ăn cháo thì bà đi sáng nhở để chút ăn cháo ông trốn trời ơi trời ơi quá sức thì ông hàng xóm ông nói để làm cái gì? Bà nói chỉ về ngắm thôi chứ không làm cái gì hết. Cái có gì vậy? Thì ông này ông biết bà ấy là rất hiền, bà ấy không bắn ai bao giờ. Đánh gạo rồi. MC MC đánh gạo rồi. Còn một cái bao đồ nữa chả có gì. Đánh gạo rồi. Bà dí xuống bà ấy đánh gạo rồi. Bà ấy đánh gạo rồi. Bỏ vô đánh gạo rồi. Còn cái bao đồ còn ăn rồi. Bao đồ còn lại giặt luôn. Còn đây mà cái gáo trổ ra con bà mà nó giặt nó gì bên ra hết trơn là cửa nhà mà dí xuống đây dí vào đây thì tàu cũ nó bung ra còn ghê nó để lấy cái ăn đỏ bây giờ chỉ có mắt một chim có thấy mình ok không? Không ok em chở đi nha. Anh biết mình hay là đút không đút cho ăn miếng đút miếng phở cho miệng ổng không nhanh ngồi lại giúp cho nằm đi vô đi ông nhanh đút cho ngồi lại giúp cho nãy anh chơi nhiều quá vô bắt tim rồi đó tạo kiểu này coi chút dạ dựa đi dựa vô trong đi dạ ăn nhiều vô đây chút xíu đi dạ phải hút miếng ăn một miếng vô để cho có nhiều cái này nó dễ đó cho ông nuốt từ từ đi cho ông nuốt từ từ bớt là chết tại chỗ á chết à mày ghê lắm thôi sao bị nạt kéo bị nạt đi dụng cái vũ dạ đút đi đúng rồi đó bệnh bạ chỗ đang thuê một lần thuê nữa hả thuê mấy năm ở dưới rồi không thuê mấy năm ở dưới rồi phê nhỏ mi nạn nó phê là nhỏ chứ phê đủ rồi chân chân phê bao nhiêu năm mới dưới rồi bây giờ lại cái mùi cái mình tắng tới rồi mày hả nhỏ rồi phê mấy năm hả xuống đập bể mỏ là lên gặp cái mùi cái bay lại bây giờ sao đây rồi lại ăn tiếp đi hỏi nha nhiều vô lên nghĩa rồi đút chậm thêm miếng thôi vô ăn vài đũa phải có một miếng đồ ăn trong bụng mới được thôi chết thiệt à. Rồi, anh Danh múc một miếng súp đúng vô nha.
xuống ống thuốc có bị sạch à. Kiến này có nhiều thằng mấy cái thằng đi chơi xong ra lái xe cái ra mệt cái nằm cái phạt cái chết luôn hả? Chết luôn, đậu kinh chết luôn. Yeah. Bị nhiều người lắm. Yeah. Biết nghe không? Thử. Hả? Rồi rồi ăn đi thầy con cắn thầy con. Ừ, thầy pha chỉ không? Mà không có làm ra vô rồi. Chết vậy anh Vũ. Dạ, biết nói rồi, biết rồi. Ê. Nói được là bỏ được. Chuyện nhỏ. Ông nói chuyện nhỏ thì ông nhớ nghe ông được. Lấy được là bỏ được. Thôi nghiệp chứ trời, giờ ông nhắn. Ông giờ phải đút gì đây chứ không thôi sao mà lên máy bay được nè mọi người. Không gắng là giữ sức là không lên được máy bay là chết nè. Ăn thêm đi. Ăn nửa tô đi. Ăn thêm dắt nút vô đi. Nút cho chút chút rồi, chút uống miếng sữa. Ê, uống miếng cháo. Có thêm nhanh lắm á. Có thêm nhanh lắm, bớt bớt là ghi có được gì không vậy đâu. Rồi ông tự múc không nổi luôn. Rung mà múc ở dưới rổ làm sao? Không danh đút thôi chứ sao giờ. Hậu quả của anh chơi 3 ngày 3 đêm dưới đằng dưới cua chó. Ấm ấm nữa em đặt dưới còn nóng. Dưới ấm ấm nè. Đổ mồ hôi chơi nè. Nè cầm giấy lên nha. Cầm giấy chụp. Uống miếng súp nè. Ấm ấm nè. Rồi để uống này mới bị sạch à. À. Chị, không cần mở mắt, mở miệng được rồi. Dạ, gắng ăn vậy đi nó đỡ. Có chút chút trong bụng mới được. Không có chết. Ngán rồi, thôi, từ từ đi. Chút nữa đi. Phở mềm nó dễ luôn. Ừ. Mì nó dai. Nó bây giờ hết lạnh bắt đầu mồ hôi đổ rồi thấy chưa? Trả mồ hôi giả. Lã mồ hôi luôn để cho. Ăn rồi mới giả được. Để cho nó giả thuốc. Ừ. Từ từ đi một chút nữa. Thở rồi hả? Chút nữa đi cho ông nghỉ mệt chút đi. Nghỉ mệt chút đi. Ăn cho chút thôi. Mạch máu nè, chúng ra dễ thở. Nhưng mà bớt ổng hờ là anh đi á. Chả không kịp bệnh viện. Nghe thở hên nên nghĩa khó thở hả? Cũng nhưng mà em danh đút ổng nuốt được thêm vài đũa nữa đó nè. Nghe mà sân hết hả? Nhà mát á. Đi mà đi có người theo được, đi em ngã xuống gặp tiền á. Ra sao không? Ông danh dẫn cho đứng ở phía sau cho hít thở không khí. Dẫn ông cho ông hít thở không khí. Uống nhiên thuốc trước đi. Mặc áo vô cho mặc mặc cái áo, phải mặc cái áo. Thả nó vô đi anh không sao đâu. Dắt đi được, không đi rồi. Dắt dắt cho ông đứng ở phía sau nè, hành lang để có hơi gió ông hít thở không khí. Ngày tôi bị hai lần là ông cũng bị gì luôn hả? Làm té xuống ngủ có tê không biết đường nào luôn. Em bị hai lần á. Mặc áo lạnh vô. Ủa nãy có cái áo thun màu trắng ở trong đâu rồi? Làm hai lần á, làm áo đó được rồi, áo dài được rồi. Hồi nãy đưa có cái áo thun trắng nữa vậy là dục chứ. Có áo được rồi, ra ngoài đi, đi ra ngoài. Nhìn ổng nghe ông nhanh rồi, ông đá ăn cái nữa ông đi luôn á. Tại ông bị tai biến một lần rồi đó. Tai biến lần hả? Ừ. Chắc đi cũng được rồi, mặc áo trước đi. Mặc áo trước. Chắc xuống cầu thang cũng được rồi. Không đi ra ngoài sau đó thôi, đứng ngoài mở cửa cho ông. Phải cổng đi rồi. Phải đi mi trên xì mọi người ơi. Mấy ngày luôn ở dưới suối không ăn uống. Rồi giờ sống vậy nổi. Không ăn uống, không chơi cho đã rồi đem đem về tắm. Bí nịch đi lên. Bí nịch đi vô nhà chưa? Ủa không nhanh ông làm gì vậy? Đi chứ không ra luôn. Chú đang vậy. À hả? Chứ cũng rùng quá. Bây giờ chở không chạy quẹo chậm từ từ anh quẹo rồi ông lật xuống xe vậy à. Cầm cái chân ổng quẹo từ từ thôi. Tại vì bệnh viện sát ở đây nên là chở ổng đi lên đi cho nó chắc ăn không bị đụng bên phải.
Ờ chạy thẳng ra đây thằng chị cho đó, bệnh viện mà ở đây mà ổng không biết ở đâu nữa ông Danh ơi. Thôi nữa cãi nữa phải quay cái gì. Ôi là trời anh Danh. Ông Danh sao vậy, cái tật ổng không nói được đó. Anh nghĩ sao vậy anh Danh, bệnh viện nó xác ở đây đi phi quay đi đâu vậy. Anh nói không la, ổng mình cũng dám dằn lắm, nói đừng la ông Danh nha, mà không thể không la. Khủng khiếp lắm. À, bây giờ gì đây, sao đi, đi Việt Nam. Không biết vậy thôi, mấy ngày nay người ta ở nhà người ta, người ta ăn dưỡng đi, đừng có chơi nữa, trời ơi. Rồi cái lần hàng xuống hàng chở đi rồi là nó nói đi đó. Danh, quay quay kiến lên Danh. Quay kiến lên lạnh à? Trong nguyên xuống. Lạnh rung quá nè. Xuống rồi kiểu mưa gió. Sáng tại mưa gió quá trời, em xuống thì thôi anh đi đi, anh đừng chơi nữa, hồi nãy anh chơi đó, hậu quả vậy đó. Lúc hồi nãy anh gắng cứ vớt cứu chót, anh hút cho cố vô á. Em la la nói thôi 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 nha. Mấy ông này ai cản không nổi, trời cản luôn. Nó nghe lời đừng có chơi được rồi. Trời đất ơi, đi vô gắng một đêm đi, sáng đi cho nó tỉnh nè, nó cho vô nước biển tỉnh vậy đặng tối mai mới lên máy bay được. Tối mình tỉnh cái nó cho mình về không, cái đây tắt thì nó vô nó truyền nước cho anh tỉnh lại nè. Nước biển người tự nhiên đuổi ra. Tỉnh dậy đuổi ra. Tỉnh dậy đuổi ra rồi chạy xuống suối nữa đi nghe, rồi tôi quỳ xuống tôi lại. Chuyên môn chắc hồi đó giờ chơi kiểu này rồi đi vô bệnh viện cấp cứu chắc cũng mấy chục lần rồi, không phải một lần đâu. Ra đó quẹo phải nha anh Danh. Mình chở lên đi gần sát lên bên cho rồi. Kêu xe tới nổi cái độ lấy xe rồi cũng vậy rồi, cũng mất công thôi, đi chở lên đi. Rồi cái mình vô mình nói lấy cái xe anh Danh rồi ra vô đẩy vô liền, nói là ổng đang rồi. Nó ổng là homeless vậy được rồi. Dạ yeah. Nói mình cho ổng tắm xong rồi mình thấy ổng ok. Không có ID gì nữa nó. Có thẻ xanh. Bóp của ông hồi nãy bỏ nhà. Bây giờ tới cửa, sao tới cửa cổng bệnh viện rồi, hai ông nội kia vô lấy xe, ông đẩy ông vô. Ẩm bên kia đi, đem xe bên kia, người dịnh xe, người ẩm. À, bên kia, ủa tao đẩy vô đây. Đẩy bên đó lên dễ hơn. Ra nghỉ lên xe rồi nè. Rồi lên xe đi, anh Danh dẫn xuống. Đi. Từ từ, từ từ. Từ từ. Từ từ, bước xuống từ từ. Đó rồi bây giờ chở ông Nghĩa bỏ trong bệnh viện. Nãy giờ này chờ làm những cái thủ tục cho ổng khám á mọi người. Là vô là người ta đẩy vô đo máu này kia nọ, rồi người ta đẩy đi chụp hình phổi, rồi người ta đo tim, rồi xong á là hồi nãy lấy máu 5-6 ống máu, rồi xong rồi nó chích thẳng nước biển vô trong mạch máu rồi là bắt đầu ổng im rồi, ổng không có giật nữa. Đỡ rồi thì bây giờ cho ổng nằm ở trển. Hằng phải chạy về, giờ này là giờ tối, giờ khách gọi bán đồ, cho nên là Hằng phải chạy về. Rồi ông Khanh ngồi đó,
Rồi một chút nữa ông Danh chạy lên cướp ông Khanh, rồi coi coi là bác sĩ nói cỡ chừng nào cho ông ra, thì lúc đó là kêu ông điện rồi chạy lên rước đó. Chứ làm sao giờ, trời đất ơi, đó hậu quả của ăn chơi cho cố đó mọi người. Ăn chơi vậy đó, hồi nãy chở đẩy vô đó còn hai bờ còn giật á, cái người mà người ta phải làm thủ tục đánh vô trong máy á, lúc đẩy ổng vô thì anh Danh thì còn ở ngoài để đậu xe, Hằng đi vô thì đi vô được một người thôi, thì ông Khanh đi vô, người ta đẩy vô chưa có ông Khanh, ông Khanh vô, ông Khanh vô chổng với ổng trước, xong cái vô chổng Hằng còn đứng dòm trong cửa sổ cửa kiến thấy gì nè, cái mấy người ta hỏi, người ta đánh những cái tên information thì người ta phải hỏi nhiều, hỏi cái quay ngồi vậy rồi đá rồi đánh người ta, cái xong cái Hằng đứng ngoài cửa kiến em cái ra kia nó thấy Hằng là ổng, cái ổng em cái nó mau mau mở cửa nó cho Hằng chạy vô, nó mở cửa cho Hằng chạy vô, Hằng dằn ổng xuống, ổng mới chịu em đó, tại vì đang hai bờ á, đang hai bờ cái thuốc á. Rồi xong người đi vô theo cà cà ổng nãy giờ luôn, thì người ta chích rồi xuống ổng em rồi, tại đang hai bờ, mấy người hút mà nó đang hai bờ có nghĩa là nó đang cái thuốc nó đang dâng á, nó dữ lắm. Thì mấy người kia cũng sợ luôn, cái Hằng dòm có cửa kiến, Hằng thấy ổng giữ cho mấy người kia, Hằng nói Hằng chỉ tay ổng, cái xong cái mặt ổng xìu xuống, mà ổng xìu xuống cái thằng kia mau mau mở cửa cho Hằng chạy vô, thì Hằng chạy vô Hằng dặn ổng xuống được, có bắt đầu nó kêu security liền nha, mẹ thằng kia bắt đầu kêu security chạy tới, cái khi mà thằng security thấy Hằng vô Hằng dặn ổng được, thằng security đi ngang chỗ khác, tại ổng thấy Hằng vô ổng sợ. Hằng hừ, hừ vậy đó, Hằng chỉ không quậy hả, thằng kia mau mau mở cửa cho Hằng chạy vô để dằn ổng xuống, cười chết luôn. Rồi ông Danh cũng chạy vô luôn hả? Nhiều hơn. Tại vì mấy người hô hút vô đang hai bờ mà mấy y tá cũng sợ luôn, chỉ không một cái Hằng nói im, người ta đang khỏi đi khám bệnh. Ông xìu xuống liền, ông vừa thấy Hằng sĩ ông hú một cái, ông xìu xuống, coi như mình cũng chị được. Mấy người đang hai bờ thuốc cười quá, xong rồi im rồi đó. Hằng nói bây giờ nằm im nghe, tôi đi về đó không có được quậy, tại nãy bác sĩ lại khám mà bác sĩ còn chọc á, tại Hằng nói là chung môn của xe nón Việt Nam lấy ông từ suối về, mà khi cho ông tắm xong á, ông mới bị thấy ông mà trô áp ông ói, rồi ông giống như là ông gung đồ lên vậy. Rồi cái là nói là thì người ta đã biết ổng chơi cái đó rồi, thì hỏi ổng chơi gì, nói maybe là crystal meth rồi đó. Cái ông bác sĩ cũng vui, bác sĩ nói tại vì Việt Nam nó không có crystal meth. Em nói là dark meal. Cho nên chết vai, dark vai mà lần cuối đi về Việt Nam quốc cho nó đã nha, tại Hằng nói là tomorrow là đi Việt Nam rồi, go Việt Nam. Trời ơi, bác sĩ cũng nói cười luôn, ông bác sĩ Mỹ cũng nói rồi, Việt Nam nó không có cái đó. Cho nên là chơi cho đã, chơi cho tới cỡ đó ói rồi over mà dãy đạch đạch luôn á. Hồi nãy ông dãy đạch đạch ở nhà ghê lắm, ông ói tè lên ông ma, Hằng với thằng Vũ hốt lao muốn chết rồi. Xong rồi mình tỉnh đâu là cho ông hồi nằm cho ông đỡ, Vũ lấy khăn nước nóng rồi quấn cho ông. Xong rồi hồi là thấy ông có bộ xỉu rồi, lã mồ hôi rồi, nó không được phải chở đi. Thì chở đi vô tới đây là đẩy ông vô liền cấp cứu, tại không dám kêu xe cấp cứu, tại cũng gần sát bệnh viện thôi, mình thấy kêu rồi lại ầm bung hàng xóm mắc công nữa, cái gì thôi mình thảy ổng lên xe mình chở ổng cho rồi, tại nhà cũng gần bệnh viện đó, mình lái xe 5 phút mà tới rồi, cái vừa đẩy tới cái mình lái xe mình đậu ngay cửa emergency, chạy vô lấy chiếc xe đẩy, cái đẩy vô mà cái người đang mà nặng á là nó vô liền à, không có cần mà chờ đợi gì hết, không có cần gì trơn á, đẩy ổng vô liền luôn. Vô liền mà người ta hỏi mà còn ngồi vậy dãy đành đạch để quậy người ta đó. Hằng đứng lòn cửa kiến, ổng đối diện Hằng, thằng thấy vậy nè, ổng vô quậy Hằng im. Xong mới thằng y tá lật đật mở cửa cho Hằng chạy vô để dằn ổng xuống, ổng mới im á. Hằng nói phải im nha, không có được quậy hả, ở đây người ta đang khám bệnh, người ta bỏ cho chết luôn bây giờ. Mấy chị em đó, trời ơi là trời, thua luôn thiệt. Chắc ở nó vô nước biển hồi chút rồi khỏe tỉnh nó cho ra thì về cho ông ngủ khỏe rồi cho ông ăn uống được, thì không hút nó giả hết thuốc nó tỉnh ra hút cháo, rồi ăn tối mai mới đi lên máy bay được chứ sao, thì hút cháo về nấu nồi cháo nè, vậy đó. Mắc nợ mấy ông thiệt, mắc nợ mấy ông này mọi người ơi, thiệt. Giờ này giờ bán đồ của tôi đó, bây giờ kêu ông Danh phải đưa hàng về.
để hằng hằng lấy to bán đồ, khách gọi quá trời quá đất nè, trong bệnh viện đâu nghe được đâu. Khỏe chị ơi, rồi rồi sao muốn đặt hàng nữa hả? Mình muốn mà ông anh rể mình bữa mình order lần hai hộp á, hai lần thôi là 4 hộp, mà chia cho anh rể uống 1.5 hộp mà ông hết bị tay tay luôn. Oh my god, ông đau ông nhức mà ông đi chăm cứu. Ôi trời ơi, mình mới nói là anh uống thử cái collagen này đi, em cũng bị tay tay mà giờ anh uống rồi là giờ hết luôn rồi. Nó đỡ hết là ôi trời ơi, là tê tay, chị bị tê tay, ông anh cũng bị. Tôi chuyển lại, tôi làm neo mà. Ôi trời ơi, đúng rồi. Tê dễ sợ luôn á. Với lại cái chân bị nhức nữa mà giờ đỡ luôn á. Ôi trời ơi, thấy chưa? Là good lắm luôn đấy chứ. Đây đây khoan coi cái tên gì vậy? Em có lưu tên là Hoàng Thị Thu Sang. Dạ. Em có lưu tên là biết khách cũ. Rồi bây giờ hôm nay rồi gọi lại là thằng ơi uống good lắm luôn là muốn mua nữa phải không? Rồi giờ mình á, mình order là ổng còn khoảng một chút xíu nữa thôi. Trời ơi, chút xíu nói, sao không mà đợi sớm? Thì đợi không, bây giờ có một chút xíu là nói là nhất á. Nhất á. Cho nên á mấy bữa là ổng đi com luôn á, bây giờ ổng đi thẳng luôn. Trời ơi, đã vậy. Mà tôi mình mới nói chị bán. Là muốn thì tôi giới thiệu, tôi có giới thiệu rồi lại chị có gọi á. Thì ở dưới xong ở dưới này nè. Rồi rồi xong á là chị nói là thôi để tôi nói ấy cho. Rồi em mới giờ bà chị bên chồng á ở San Jose nó ra bạch chị có nói chuyện với chị hồi nãy rồi đó không? Có một chị gọi là kêu hàng đem giao 10 hũ giùm. 12 hộp, 12 giùm. Bây giờ 12 hộp rồi hả? Hàng mới nói bữa sáng thì mới có người giao, còn buổi chiều không có. Ok, mà giao cho Sang là tên chị đó là tên Phương là chị. Dạ hồi nãy mới gọi hàng có chị tên Phương đúng rồi. Đúng rồi, số điện thoại là 408 đó. Có biết rồi, biết rồi chị. Chị đó đó là chị chồng của mình đó mà rất là good luôn, thiệt luôn á. Tôi nói thiệt á, tôi nói tôi good mà tôi nói là mà nói chuyện chung là sảng khoái. Hồi nãy chị hỏi hàng là có bớt không, hàng nói trả giá cái là nghỉ bán á. Tại vì cái này đồ tôi không đủ. Cái tánh thằng là vậy, thằng nó trả giá cái nghỉ bán luôn. Bà vậy đó chứ mình mua là mình biết là nói là free shipping. Và nói là sang dưới San Jose là free shipping. Không, thường không phải, em nói chị nghe, San Jose là tới nhà lấy không à. Nhưng mà chị nói là chỉ mua 10 hộp chứ lên, em nói vậy thì em mới trả tiền Uber để đưa tới nhà cho chị được, chứ chị mua 1-2 hộp, em lợi 1 hộp có mấy đồng bạc à. Rồi cái đó là ở San Jose gần thì 12 hộp thì em kêu Uber đưa tới. Dạ. trên mã có người về dưới này nè. Cái đó cái mình chia bớt lại cho bà chị bạn rồi xong mai mốt bà uống. Coi như mua để đem về cho chị đó ha. Và gửi về Việt Nam luôn. Vậy hả, gửi Việt Nam bây giờ có muốn gửi thì gửi một gói 14 hộp. Sang có gửi đồ một thùng đồ cho nữa. Vậy được. Bà chị bà giúp nè, bà giúp khớp nè, rồi bà già bà giúp khớp này, giờ tôi uống thay quýt quá. Tôi gửi về cho mà tôi mua, tôi gửi về cho bà già nữa. Còn cái chị bạn á là mà tôi mới đưa hộp cho bà uống thử. Bà thấy bà vậy bà nói thôi rồi order cho chị luôn. Thì giờ tôi order 12 hộp đó. Sang gửi về cho ngoài Huế là khoảng chừng 6 hộp thôi. Còn sang để sang 2 hộp, còn bà chị 4 hộp là mà lấy 12 hộp trước đi. Rồi có gì mai mốt bà chị chồng má gần đó thì order. Cái thằng cứ đưa lên trên bà. Tôi giao nhiệm qua hiểu không? Mà tôi nói thiệt rất là good. Giờ good cái gì nữa, good thêm mấy cái gì nữa nói em. Good đủ thứ lắm. Good đủ thứ luôn, thiệt thấy không? Thấy chưa? Tóc mọc này hết. Tóc mọc. Nước da đẹp nè. Da đẹp đúng. Rồi tôi bị tê tay ha, mà tôi nói thiệt đi bác sĩ mà uống thuốc cũng không bớt. Mà tôi uống cái đó vô tôi thấy là bớt 90%. Trời đất ơi, còn gì bằng nữa trời. Giờ tối tôi ngủ nha là nó thiệt luôn, hai cái tay nè, cái phải nó cứng ngắc luôn á. Bây giờ tôi không có tôi thẳng được. Chị ơi, cái tê tay là nó có thiệt tới 100%. Tại em cũng bị tê tay nhưng mà bây giờ là em không bị tê tay, không bị giọt bẻ. Hồi trước mà em có bầu đó em bị giọt bẻ tới nỗi mà em đi không nổi. Mà bây giờ là em không có bị giọt bẻ nữa. Thiệt. Thì mình như vậy mình
cái tay nó đau, hai cái tay đau mà giờ tôi hết bị. Rồi cái tay tê, tối tôi ngủ tôi tê trắng luôn á Hằng. Mà cuối cùng là giờ không bị luôn Hằng. Không, cái đó thiệt, cái vụ mà tê tai uống hết là hầu như 100 người đều nói hết tê tai tới 100 người. Thiệt luôn. Cái mấy bà bạn á, tôi nói trời ơi thiệt á, mình nói nghe nghe, tôi nói tôi uống rồi, bây giờ là tôi là uống rồi, tôi biết. Thì tôi nhưng không mà giờ không hay chị đi nói hay làm gì. Đúng không? Tôi giới thiệu cho bạn bạn tôi giờ đó chị uống nay này mới đưa thử nè. Dạ. Bạn nói lấy giùm đó để một, nếu mà một để qua bả bốn hộp mà uống, bà nói chắc uống bốn hộp là bốn người á, bốn hộp và hết một tuần đó là hai tuần gì đó, một hộp uống khoảng hai tuần, bây giờ mấy người mới như khoảng hai tuần chị kêu mấy người mới mua, ai mới thử thì mua hai hộp đi, đừng mua hộp. Thì sao nói đó, xin nói vậy đó mà tôi nói thiệt á, dễ sợ luôn. Wow, thấy không? Đẹp da nè, rồi mọc tóc nè. Mọc tóc, rồi tay tôi tê, giờ tôi hết tê rồi. Rồi cái ông anh là giảm đau nhất luôn. Giảm đau ở vai á, ổng đi xè xè luôn. Ôi trời ơi. Châm cứu luôn á. Ôi trời ơi. Ông người châm cứu mà uống cái thuốc đó mà cái cao đa trình đó mà chưa được hai hộp mà giờ ông được đỡ luôn. Ôi trời ơi. Mấy hộp bớt chưa, nói giờ đỡ rồi, còn có một chút xíu nữa thôi. Trời ơi. 1% thôi. Bởi vậy. Một hũ bột có 68 đô mà nếu nói nghe sao nó easy quá hả chị? 68 đô mà nó giảm cho mình vậy, cái gì bằng trời. Tối nào tôi cũng quay của Hằng Cali. Dạ. Ông xã nói bà mê Hằng Cali quá ha. Nói tôi thích. Không chị ơi. Đỡ ok. Đúng rồi. Rồi kia mà bà bán đồ tôi thấy tôi uống được, tôi thấy quýt thì tôi. Chị thấy không? Em làm công việc của em 4-5 năm nay là giúp đỡ người ta. Nhưng khi em bán một cái sản phẩm mà em tìm để em bán, đó là cho dù em kinh doanh, nhưng em phải tìm, em đặt hết cái tâm của mình ở trong cái sản phẩm em gửi tới cho sức khỏe mọi người. Cái này em nói thiệt, mình phải tìm đúng em mới bán, chứ không phải lấy đồ gì bán là muốn lấy gì bán là lấy, không có. Cái này là tìm đúng công ty, đúng sản phẩm, nguồn gốc và sản phẩm tốt. Trời ơi, good dễ sợ, thấy chưa? Rồi. Tôi nói mà cái tay tôi nó cứng luôn, mà cầm chai nước sơn là mỗi bữa là hồi xưa là cầm nó chút xíu lại tê. Bây giờ tôi cầm kèm cầm đồ mà bình thường. Ôi trời ơi. Mà cái tối tôi ngủ á, tôi để lên tay lên này tê, mà giờ tôi hết tê rồi. Trời ơi. Tâm hết luôn. Trời ơi, thiệt tình, cái này lời chia sẻ thiệt của khách uống 100% nè mọi người ơi. Mà tôi nói là xạo đâu. Dạ đúng rồi, nó xạo làm gì trời. Rồi bây giờ vậy là cái 12 hộp này, 12 hộp này là giao cho chị Phương. Bây giờ em tính to cho chị, nhưng mà chị gieo tiền rồi xong rồi em mới đưa cho chị Phương là được rồi. Đúng rồi. Rồi ok, như vậy thì như vậy là một, nói đi, nói đi. Em nói giờ chị tính tao bao nhiêu tiền chị gửi nhắn tin giống bữa hổm vậy á. Cái mình giao tiền qua cho. Ok. Cái mai chị giao cho chị Phương giùm. Rồi, ok. Ok. Cảm ơn nhiều nhé. Rồi bây giờ á là Hằng làm cái to, rồi Hằng nhắn qua bao nhiêu tiền, xong đó chị gieo tiền, rồi sáng mai Hằng đem bột đưa cho chị Phương là được rồi. Ok. Nhưng mà chị phải kêu chị Phương nhắn địa chỉ cho em đi. Ok, lát nữa chị nhắn qua cho chị đó. Rồi, ok. Chị Phương nhắn địa chỉ rồi mình nhắn cho Hằng. Rồi, sáng cái em kêu Uber đưa tới chỗ. Mai mốt tôi lên San Jose tôi ghé nhà Hằng chơi. Rồi được, mai mốt lên San Jose ghé đây mua luôn, khỏi mất công gửi. Tại vì bà chị bà ở trên Downtown á. Ở Downtown hả? Không, mà như là bà ở đâu, nãy bà nói bánh địa chỉ qua là nhà bà ở đó. Thì bà nói là ở đường số 10 ở dưới Downtown. Đó. Thì lát nữa bà gửi địa chỉ. Ok chị, rồi. Cảm ơn nhiều hả? Rồi, ok chị. Rồi rồi ok dạ. Rồi bye chị. Dạ bye. Trời ơi, lời chia sẻ thật của khách gọi tới đặt hàng nha mọi người. Đó, hỏi người ta uống không tốt, người ta nói dốc làm gì, người ta nói nịnh hằng làm gì. Cái này là thiệt, 100% chỉ có 68 đô. Mà cái tay mà nó hết tê luôn nghe chị nói không. Ông anh là đi cái dây sệ sệ luôn. Mà giờ nói còn có chút xíu rồi. Mà mới uống có 1 hộp rưỡi à. Ui là ông trời. Vũ, bởi vì má Vũ uống bột collagen đi được đó, chứ đừng nói mà tin đi thầy bà thì cúng nào. Thầy bà thì cúng nào mà đi được. Má Vũ uống bột collagen mà đứng vậy giờ đi cười cười đó. Không biết là thiệt
hàng ở đây bán về bột cô đã trình thôi quý vị mà ừ. Nhưng mà các cái chứng bệnh của quý vị đã có đó là hỏi đó mà hàng ở đây không có xác minh được là để bán cái bột này nha quý vị, là bột để uống cho sức khỏe thôi, nó thì bệnh về sức khỏe thôi. Còn riêng về phần của má Phi Vũ thì bệnh tiểu đường rất là nặng, ừ. Coi như nằm gần 2 năm đó quý vị, ừ. Tưởng đâu má Phi Vũ là chết rồi đó, ừ. Thì cũng hên nhờ cái bột này về ở cái bà già uống được hai lần này là kỳ thứ hai rồi. Kỳ thứ hai bây giờ đi cờ cờ rồi. Kỳ rồi uống bao nhiêu, 6 hộp hả? 6 giờ rồi. Giờ gửi 8 hộp nữa. Là bây giờ là thấy đúng em mà. Của Vũ á, quay phim bà già đi cờ cờ mà hồi đó đúng nằm mà. Là nó tưởng chết. Thiệt. 6 hộp đó nhà phía má Phi Vũ đã đi cờ cờ rồi đó. Đi cờ cờ đó, bây giờ gửi cho 8 hộp nữa. Thì cái đó là má Phi Vũ bị hạ canxi, giống như là bị xương khớp yếu nữa đi không nổi. Xương khớp yếu là rồi dự định là đưa đi bác sĩ để bỏ vô cái ráp vô bằng cái đồng á. Để xong trong xương cho đi được á, bây giờ là không cần nữa. Không cần ráp. Uống cái này nó không cần ráp. Nó đứng vậy bác đi. Đi. Tại vì gửi phim của trong Hôn Vũ Hằng coi Hằng thấy đó đi. Đúng vậy đi cờ cờ luôn. Mà một lần nằm chỗ à. Bác sĩ ở đây thì không biết sao nhưng mà má Vũ là bệnh tiểu đường rất là nặng nha quý vị, rất là nặng, nằm coi như là nó có thể gây hại tới sức khỏe, nó gây tới thận gan tùm lum hết trơn. Giờ uống này lên đi cờ cờ được rồi đó. Thật đó, đây là nãy giờ khách gọi tới là thật luôn á, thật 100%. Đặt thêm 12 hộp mà nói trời ơi Hằng ơi tốt quá trời rồi. Hằng nói tốt gì, tốt đủ thứ luôn. Cái đau nhất là có thiệt, còn đa số những người làm neo á tay chân nó tê. Tê thiệt mà, tê cầm kềm với cầm nổi bị quẹo tay luôn. Cái đó là nhiều cái tiểu bang mà làm neo nhiều á là người ta nói khách tới người ta sợ đó. Khách tới vô thấy khách tới là sợ. Nó nói chung ra là các quý vị nào đó mà lái xe đó mà ngồi hoài nó cũng bị về phần thần kinh tọa. Nó bị về ảnh hưởng về cái chân. Thường thường là bị tay chân cái chân nó bị liệt nó bị tê trước. Thì nhớ quý vị nhớ còn thiếu một cái là những người lái stress lâu năm đó quý vị nên uống, những người lái stress xuyên bang đó nên uống cái này, tại vì cái này nó làm cho cái nó có nhờ. Chất nhờn các khớp xương, nó tạo cho chất nhờn mình có, cho nên khi mình ngồi nhiều mình cử động các, nhiều khớp xương khô nào đó mà thiệt. Lái xe đó lái stress xe tải đó hoặc là đi lái đường xa đó nên uống cái này vô, chứ không phải là riêng gì những người các bạn uống cho nó có sức khỏe luôn, nó tạo collagen. Neo thì không nói rồi, neo quý vị rất là cần cái này. Cái này thì nó trợ giúp cho chất nhờn, tại mình ngồi á, ngồi hoài đó nó rất là tốt cho nhiều thứ luôn, chứ không phải là cái chân tay mình nó bị co lại rút lại, cho nên cần uống cái này. Còn mấy cô mấy chú lớn tuổi đó là đa số khớp xương đầu gối, ngồi rồi đứng dậy không nổi, nhưng mà uống bột này xong rồi nói bây giờ khỏe lắm, ngồi đứng dậy tỉnh bơ luôn, tại vì nó khô các khớp xương. Bác sĩ luôn luôn kêu mình uống calcium, nhưng mà khi cái collagen này nó nạp collagen vô cơ thể mình, nó cung cấp những cái chất nhờn cho khớp xương thì nó làm mình giảm đau nhất, nó làm mình khỏe các khớp xương. Những người nào mà lái xe đường xa đó nên uống cái này. Nên uống cái này, với lại mình người bình thường, mình người nào ở đây ở đâu cũng phải lái xe đúng không quý vị, ngồi. Quý cô chú coi nha, bây giờ cái bột của mình đây là bột của Hằng Kali chính gốc 100% nha. Nhớ cẩn thận, ở trong Facebook không phải là của Hằng Kali nha. Nó lấy hình của Hằng, nó lấy phim của Hằng, mỗi khi phim của Hằng trên YouTube bỏ vô cái gì là nó copy ra cái nấy, xong rồi nó áp vô đủ thứ trò và trên đó nó bán tùm lum tà la. Thì nhiều người khách bị gạt mua về là nói cái gì màu hồng hồng, trong bột màu hồng hồng gì tùm lum chân. Đây là Hằng không có màu hồng hồng gì đâu nha. Bột collagen chính hãng, chính hiệu luôn. Nguyên chất của Hằng Kali như thế này đây. Màu trắng. Đó, bột màu trắng, nhưng mà độc quyền chỉ có hữu bột của Hằng, không có ai có, không có một cái hãng thứ hai nào bào chế giống hết trơn. Trừ ra có ai là nhái hàng giả tầm bậy. Cho nên muốn chính xác mua được bột Hằng Kali phải gọi và nói chuyện được với Hằng bằng giọng nói thật. Tại vì trên trang Facebook đó nó tạo ra, nó chat bằng message và nó thu âm cái tiếng nói của Hằng là phải Hằng Kali không thì nói là đúng rồi đó. Khi người ta hỏi cái nó gửi qua cái đoạn ghi âm đúng rồi, cái đó là bậy, cái đó là sai. Khi một khi ai mua đồ tất cả trên mạng thì mình phải biết cái người đó bán đồ thật ở đâu. Thì Hằng đã có cho cái số điện thoại của Hằng, nó rất rõ ở trên cái màn hình phim của Hằng rồi, là 408-206-1934. Nếu tất cả quý cô chú anh chị em mình khi sợ mua không có bị lầm thì phải gọi đúng Hằng và nghe đúng cái giọng nói của Hằng trả lời trên phone.
cái giọng nói của Hằng nó không có nhẹ nhàng giống như mọi người tưởng tượng, cho nên mà khi mà khách gọi vô mà nghe cái giọng Hằng, bữa nào mà Hằng mới ngủ dậy nói hơi nhẹ nhẹ một chút, ủa sao lạ quá vậy, có phải Hằng không, có phải Hằng không, cái lúc đó Hằng la làng lên, tìm ai cái gì cái xong mới nói ờ đúng Hằng rồi, tại vì họ quen với trên cái phim của YouTube của Hằng là giọng nói phải la gỗn gãn giống như vậy nè. Đó là cái cách nói chuyện, cái tiếng nói của mình, chứ không phải là mình la mình chửi đại người ta. Đại khái là đại khái quý vị cho nên số phone của Hằng, ngay số phone của Hằng, cho nên order qua cái im lìm. Cho nên cái không im lìm là họ mua trên Facebook, cái họ áp cái tiếng giả, cái tiếng giả của Hằng rất là nhẹ nhàng ở trong một cái đoạn, phải Hằng không, cái nó đưa đúng rồi. Thì nhiều người đã đưa những cái đoạn video đó cho Hằng nghe và nói với Hằng là khi người ta nhắn tin, người ta muốn biết phải Hằng không, thì nó đưa cái đoạn ghi âm đó đúng rồi, rất là nhẹ nhàng. Cho nên khi khách gọi tới phải nghe đúng cái giọng nói gỗn gãn của Hằng như vậy, bằng giọng nói thật, bằng điện thoại 408-206-1934 mới đúng giọng nói thật của Hằng. Thì muốn mua đúng của Hằng phải gọi đúng Hằng, đừng có cho bị gạt giùm. Tại khi mấy cô, mấy chú, anh chị em bị gạt, Hằng rất là tức. Tại vì họ dùng cái hình ảnh của mình, tên của mình mà để họ đi gạt người ta. Họ lấy tên của mình luôn, cái hình ảnh của mình họ đăng qua một cái website trên trang Facebook để họ gạt tiền người ta bạc vài chục triệu cho một cái gói hàng như vậy. Chứ không phải họ gạt 1-20 ngàn đồng bạc tiền Việt Nam hay là cái gì mình còn đỡ. Cái này trời ơi, mình tức tới nó nổi mà mình nói tại sao nhiều bà con phải nhớ mà cẩn thận mà cảnh giác chứ sao phải để gạt như vậy. Cho nên nhớ cẩn thận, dùm ơn dùm phước nha. Làm ơn dùm phước nha mọi người. Làm ơn khi nhớ, ai muốn mua bột collagen của Hằng phải nghe những cái video của Hằng nói, Hằng cảnh báo ở đây, để mình đừng có bị gạt, tiền mất tật mang. Khi mua về không có đúng hàng, mình mất tiêu tiền mà cái bệnh mình á, chơi chơi đó hay là trời ơi, nó gửi tầm bậy về, quý cô chú anh chị em dám uống không? Không. Có biết nó bỏ gì chổng không? Cho nên ở đây khi bột Hằng, tất cả mọi người ai có mua chính hiệu từ Hằng mà để đem về Việt Nam bán, Hằng cũng chỉ hy vọng một điều, tất cả mọi người phải làm đúng lương tâm của mình. Đây là một cái sản phẩm Hằng đặt hết tâm huyết của Hằng vô một cái sản phẩm gửi tới sức khỏe cho mọi người, thì phải mua sao bán y vậy để chia sẻ tới cho bà con mình. Mặc dù ai bán cũng kiếm lời, nhưng mình phải kiếm lời từ cái lương tâm của mình. Đồ nguyên chất từ công ty sản xuất ra, Hằng đã tìm tòi được một cái sản phẩm tốt từ công ty để gửi tới cho người tiêu dùng có được một cái sức khỏe tốt. Thì Hằng hy vọng tất cả những cái sản phẩm của Hằng khi đưa ra thị trường để bán, thì nếu có ai mua mà để bán lại thì cũng giữ y một cái hộp bột, mua làm sao để y như vậy, đừng có làm cái gì nó khác. Cho nên đó là một điều Hằng đặt hết tâm huyết trong những cái hũ bột collagen này đó ha. Đây, chỉ có độc quyền ở Hằng Kali nha, chứ đừng có nói là ồ lấy ở đại lý khác, không có. Nói lấy ở công ty khác bột của Hằng, không có. Chỉ có Hằng Kali, công ty làm ra, nhưng Hằng là một đại lý độc quyền được bán cái sản phẩm này. Khi Hằng đưa ra cho ai bán thì Hằng bán ra người khác mua thôi, chứ không có một cái đại lý thứ hai, ok. Cho nên nhớ phải gọi đúng Hằng Kali 408-206-1934 để được mua chính gốc cái sản phẩm nguyên chất của từ Hằng Kali. Đây là nguyên chất 100%. Bột collagen này được làm tại Mỹ, sản xuất tại Mỹ. Nó được chiết xuất từ những cái da con cá tuyết hay là cá pollock được đánh bắt ở vùng biển Alaska. Cho nên tất cả các cô chú anh chị em mình, khi mua một cái sản phẩm uống cho sức khỏe, mình phải chọn cho kỹ. Ở đây trên cái những cái nhãn hàng vỏ hộp, nó đã show hết ở trên đây về cái gì, uống bao nhiêu và công dụng cái gì, tác dụng cái gì, nó đều có ở trên đây hết. Cho nên tất cả mọi người khi uống cái sản phẩm này, hãy khi mua một cái hũ bột collagen nào về nhớ coi, chứ đừng có nói là hũ bột đó của Hằng Kali. Tại vì nó thấy hiện nay trên thị trường hũ bột này bán chạy nhất, cho nên cứ dùng chung là ô cái đó bột của Hằng Kali, bột Hằng Kali. Sai, bột Hằng Kali phải gọi đúng Hằng Kali, ok, thì mới là bột của Hằng Kali, ok. Rồi bây giờ thì Hằng có gửi về bên Việt Nam cho gia đình Hằng để đưa ra cho những người mua lẻ. Thì nếu ai có muốn thì gọi liên lạc với số điện thoại của chị Sòn là 0946 341 811 để được mua những hũ bột lẻ chính hiệu từ Hằng Kali đưa về. Chính hiệu từ Hằng Kali đưa về. Gọi đúng chị Sòn 0946 341 811, coi như là
0946341811 để gọi cho chị Son để được cái hũ bột chính hiệu từ Hằng Kali. Còn nếu như ai muốn mua thẳng một gói 14 hộp chính tay Hằng chuyển về thì Hằng cho chuyển tiền bên Việt Nam, thì chính tay Hằng chuyển về luôn, đóng thùng đóng gói chính tay Hằng chuyển về 14 hộp bột mua từ Mỹ gửi về, thì gọi Hằng Kali với số điện thoại 408-206-1934, gọi Zalo của Hằng Kali. Tất cả các bạn khi bạn mua hàng của Hằng, Hằng không có nhắn tin trên Facebook mua đâu, bán đâu nha, cho nên đừng lên Facebook để nhắn tin mua hàng, mà hỏi nhắn Zalo. Nhưng khi nhắn Zalo phải gọi đúng giọng nói của Hằng, tại nhiều khi nó sẽ làm Zalo cái số giả tạo luôn là tên của Hằng tiếp tục nữa, thì mọi người sẽ gọi đúng cái số Zalo của Hằng là 408-206-1934, phải gọi đúng Zalo của Hằng và nói chuyện được đúng giọng nói của Hằng thì hãy đặt bột của Hằng nha, nhớ nha, đừng bị gạt nữa nha. Trời ơi, đó, cái hũ bột nó tác dụng rất nhiều trên cơ thể của mình, rất là tốt cho những chị em phụ nữ nếu kéo tuổi thanh xuân của mình, giữ được cái sắc đẹp của mình ha. Nhớ hũ bột nguyên chất giảm đau nhức khớp xương cho các chị em làm nail, các anh làm nail hay các cô chú lớn tuổi. Ok rồi, thì cái video của Hằng tới đây Hằng cũng xin tạm dừng. Hằng luôn luôn chúc tất cả những cô chú bác anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe, và mấy chị em phụ nữ nhớ giữ gìn cái sắc đẹp của mình nha. Thì mình nói tới cái uống mà nãy giờ mình quên nói tới cái thoa. Nếu có ai quan tâm về muốn thoa cho da căng bóng, Hằng bảo đảm 100% khi xài bộ kem của Hằng trong vòng từ 3 tuần tới 4 tuần, nếu như nó không căng bóng da mặt của mình như Hằng nói, gọi lại comment Hằng. Cái này mình nói thiệt nha, cái da của Hằng nếu mà khi mà Hằng rửa mặt xong hết trơn rồi lau mặt khô một cái, mình tưởng giống như là mình thoa cái chồng trắng trứng gà. Cái này mình nói thiệt, nó căng cái da mình lên, cái thấy cái độ bóng giống như là bóng, nhìn thấy hình ở trong đó luôn. Cái này là mình nói thiệt. Thì bây giờ mấy chị em phụ nữ, mấy cô nếu mà không tin thì cứ thử gọi Hằng để Hằng tư vấn cho cái bộ kem này đi, rồi sẽ biết trong 3 tuần tới 4 tuần thì thấy cái làn da của mình nó có khác giống Hằng nói hay không ha. Ok rồi, một lần nữa Hằng xin chào tạm biệt. Ok, bye bye.